Chàng trai có phong cách biểu diễn sinh động và giọng hát trẻ trung, mãnh liệt Lê Quang Huy hiện đang là sinh viên năm tư khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Luôn phấn đấu theo đuổi hoạt động ca hát chuyên nghiệp, Quang Huy đã từng phát hành một album nhạc trẻ và đang từng bước nỗ lực để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của mình. Ba hồi đón cơn mưa đầu tiên về.
quý vị, vừa rồi là Lê Quang Huy mã số 08 với ca khúc Dự thi con cò, sáng tác Lưu Hà An, một ca khúc mang âm hưởng dân gian. Và bây giờ là ý kiến đánh giá của ban giám khảo, xin mời. Thế hôm nay Huy có chắp cánh bay trong cái bài hát con cò không? Thực sự bay trong bài hát này không? Khi mà Huy hát. Em đã thể hiện được, em nghĩ là em đã cố gắng nhập tâm và thể hiện được những cái mà em suy nghĩ ạ. Và em đã thể hiện được hết cái bản thân và khả năng của mình ạ. Hôm nay là bay thực sự đúng không? Vâng ạ. Xin chúc mừng Huy. Chị thấy rằng là trong 3 đêm qua và đêm này là đêm thứ 4, thì hôm nay chính là cái hôm mà Huy hát chuẩn nhất, tức là biết tiết chế về cảm xúc cũng như là biết cách để nhấn nhá đẩy những cái cao trào trong bài hát. Và hôm nay thật sự cái bài hát con cò mà Huy hát thì cũng đã làm cho chị nổi da gà. Cảm ơn chị. Hôm nay Huy hát rất là hay và tình cảm, và hơn nữa là Huy đã khắc phục được cái điều mà chị nói hôm trước, những cái câu hát hay trong bài hát, Huy đã hát từng câu để rót vào lòng khán giả. Và xin chúc mừng em. Cảm ơn chị ạ. Chào em. Anh nhận thấy tức là em luôn muốn thử thách chính mình, và cứ mỗi lần em lại chọn một bài khá là kịch tính hoặc là khó để và sau đó em vượt qua. Tức là theo anh nghĩ đây là bài hát rất là không dễ thể hiện về thanh nhạc cũng như là về cảm xúc. Thế nhưng mà thật sự là em cũng đã sống được với nhân vật đấy. Và một cái điều mà anh thích ở em tức là ở trong những cái màn trình diễn của em thì em luôn lôi cuốn được khán giả vào trong cái thế giới âm nhạc của em. Cảm ơn. Cảm ơn em, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là điểm số cho ca khúc dự thi con cò của thí sinh Lê Quang Huy. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19,50. Và nhạc sĩ Việt Anh 19,50. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ cho Lê Quang Huy bằng cách soạn tin nhắn TH TH khoảng cách 08 gửi đến tổng đài 8483.